Hello everyone, welcome to the website tiengang.com. This is Mui Trần, the English teacher of English grade 8. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đến với website tiengang.com. Và cô là Mui Trần, là giáo viên tiếng Anh của khóa tiếng Anh lớp 8. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài cuối cùng trong series chương trình tiếng Anh Unit 4 các em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài cuối cùng, Lesson 7 trong bài 4, Looking Back and Project. Hãy cùng nhau nhìn lại xem thử chúng ta đã học được gì trong series bài 4 vừa rồi. Và hãy cùng nhau làm một cái dự án nhỏ nhỏ để thuyết trình trước lớp em nhé. Ok, trước hết với phần vocabulary, complete the sentences with the words from the box. Hãy hoàn thành những câu sau với những từ vựng ở trong hộp nhé. Vậy cô có từ vựng đầu tiên, cutlery, là dao dĩa, là các phương, là các hình công cụ để chúng ta cắt và sử dụng trong ăn uống. Worship, thờ cúng đúng không nào? Generations, thế hệ. Host, chủ nhà. Wrap, bọc. Respect, tôn trọng. Vậy câu hỏi câu đầu tiên của cô, we should blah 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 our custom and tradition. Chúng ta nên làm gì đó với phong tục và truyền thống của chúng ta. Đằng sau từ should chắc chắn phải là một động từ nguyên thể. Vậy trong những từ trên đây, đấy động từ chúng ta có hai động từ nguyên thể, đó là grab và respect. Grab là bọc, còn respect là tôn trọng. Vậy chúng ta sẽ không thể nói là chúng ta nên bọc cái truyền thống văn hóa của chúng ta được rồi đúng không nào? Vậy chắc chắn đấy là tôn trọng rồi. Vậy đáp án đầu tiên của cô là respect. A lot of countries in the world have the tradition of blah 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 their ancestor. Rất là nhiều đất nước trên thế giới có truyền thống là thờ cúng tổ tiên. Vậy thờ cúng chính là worship. Very good. Worship. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải đổi dạng của động từ. Vì sao? Vì tradition là truyền thống. Đằng sau tradition of lại là một giới từ ở truyền thống của việc. Vậy chúng ta phải biến từ động từ worship thành dạng danh từ worshiping bằng cách thêm đuôi ing, dạng danh động từ. You shouldn't, bạn không nên bọc quà bằng giấy đen hoặc là giấy trắng. Vậy chúng ta có từ bọc là wrap. In a lot of countries, the blah 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 usually invites everybody to start eating. Ở rất là nhiều đất nước thì chủ nhà thường mời mọi người bắt đầu ăn trước. Vậy từ chủ nhà của chúng ta sẽ là the host. In Vietnam, the blah 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 we mostly use is chopstick. Ở Việt Nam thì chúng ta còn hai từ trợ điểm. Đấy, từ generation là từ thế hệ và từ cutlery là từ phương tiện để cắt, sử dụng trong ăn uống. Vậy thì chúng ta sẽ không thể nào là thế. Ở Việt Nam thì thế hệ mà chúng tôi thường dùng đó là đũa được, mà phải là cái phương tiện ăn uống, đúng không nào? Cái công cụ để chúng ta gắp thức ăn và để bổ sẻ thức ăn thì đấy là từ cutlery, từ cutlery. Next four, cho thế hệ thì gia đình thường mời for generation là từ thế hệ này qua thế hệ khác đúng không nào? Thì gia đình của chúng tôi thường đến thăm pagoda, đến thăm chùa. Vậy for generation, chúng ta cùng nhau nhìn một lần nữa nhé. We should respect our custom tradition. A lot of countries in the world have the tradition of worshiping their ancestors. We shouldn't wrap a gift in black or white paper. In a lot of countries, the host usually invites everybody to start eating. In Vietnam, the cutlery we mostly use is chopsticks. For a generation, my family has visited this pagoda. Very good. Okay, phần grammar của cô ngày hôm nay, complete the sentences using should or shouldn't and a verb from the box. Vậy cô có các động từ ở trên hộp như sau: use, sử dụng; break, phá vỡ; wait, đợi; touch, chạm; và follow, theo. Vậy chúng ta cùng nhau hoàn thành bài tập này nhé. In Vietnam, you blah 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 for the eldest person to sit before you sit down. Ở Việt Nam thì bạn phải đợi cho những cái người già nhất ngồi xuống trước khi bạn ngồi. Như vậy thì bạn phải làm gì đấy? Should wait for. Đợi, cô đã bảo là đợi đúng không nào? Vậy đợi là động từ wait. Và chúng ta sẽ phải dùng should, nên đợi. Chứ không thể phải là không nên đợi mà phải là nên đợi. Nên chúng ta dùng should nhé. In Vietnam, you blah 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 only the first name to address people older than you. Ở Việt Nam thì bạn chỉ, you shouldn't use only the first name. Ở Việt Nam thì bạn không nên chỉ sử dụng cái tên chính để gọi những người già hơn bạn.
chúng ta không nên chỉ sử dụng. À, bởi vì có một cái chút văn hóa khác biệt, đó là với người nước ngoài thì người ta lại, dù bạn có ít hơn người già hơn bạn bao nhiêu tuổi thì bạn vẫn có thể gọi người ấy bằng tên. Bạn gọi mẹ bạn, giả sử mẹ bạn tên là Linda, thì người nước ngoài gọi là không phải là mẹ Linda mà người ta gọi là Linda thẳng luôn. Hay là chú Peter thì chúng ta không gọi là chú Peter mà chúng ta gọi là Peter. Dù cái đứa bé đến 5 tuổi gọi một người lớn hơn 30 tuổi, người ta cũng gọi bằng tên chính. Tuy nhiên ở Việt Nam thì chúng ta không chỉ only the first name mà chúng ta để address, để gọi những cái người lớn hơn tuổi mà chúng ta phải thêm các từ để chỉ sự tôn trọng như là chú, ông, bà. Bởi vậy tại sao câu này we shouldn't use only the first name là như vậy. Tiếp theo câu 3, you blah 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 your promise to children. Bạn không nên phá vỡ cái lời hứa đối với trẻ con, đúng không nào? Vậy chúng ta có từ phá, hiểu, phá lời hứa là từ break your promise. Và chúng ta không nên, chúng ta sử dụng câu shouldn't break your promise to children này. If you're Vietnamese, you blah 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 your custom and tradition. Nếu như bạn là người Việt Nam thì bạn phải tuân theo, đúng không nào? Bạn nên tuân theo những phong tục và tập quán. Vậy tuân theo chúng ta có từ follow, còn name đó là should follow. Very good. Next, you, từ cuối cùng còn lại từ touch, đúng không nào? Bạn như thế nào đấy đầu của người khác, bởi vì nó là không tôn trọng. Bạn không nên chạm vào đầu của người khác, đúng không nào? Vì đấy là không tôn trọng, vậy không nên sẽ là shouldn't touch. Hãy cùng nhau nhìn lại một lần nữa câu trả lời của chúng ta các em nhé. Ok, sau đây chúng ta sẽ identify one mistake in each of the following sentence and correct it. Trong mỗi câu sau thì chúng ta sẽ có những lỗi sai, và nhiệm vụ của các em đó là hãy gạch chân dưới lỗi sai và hãy chữa lại cho đúng nhé. When you visit a temple in Thailand, you have to follow some important custom. Lỗi sai của chúng ta ở đâu nhỉ? À đúng rồi, đó là has to. Bởi vì cô có nói rồi, I, you, we, they và danh từ số nhiều, thì đằng sau đó phải là have to, not has to, mà là have to. Vậy đáp án của chúng ta sai ở đây, và chúng ta sẽ chữa lại là have to. Next, people should wear short shorts and tank tops. This is respectful. À, mọi người nên mặc quần ngắn, đúng không nào? Bởi vì nó là thiếu tự tôn trọng. Không nên, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ sai là should và chúng ta sẽ chữa lại là shouldn't. People can wear sandals, but these have to has a strap around the back. Chúng ta có cụm là have to has a strap. À, bởi vì sao? Bởi vì ở đây chúng ta có these, đúng không nào? Là chỉ cái số nhiều, these đâu là chỉ số nhiều, cho nên chúng ta sẽ chữa lại là have to have, chứ không phải là have to has. Động từ đây phải là have, vì these là số nhiều. Next, people should to lower their voice inside the temple. Mọi người không nên mọi người nên hạ thấp với âm giọng của mình ở khi mà ở trong đền. Tuy nhiên sau should phải là một động từ nguyên thể không to, mà đây là để to lower. Vậy sai to lower rồi, và đây là đáp án shouldn't to, và chúng ta sẽ chữa lại là only should mà thôi. Women have avoid touching monks. Ok, chúng ta có từ have avoid mà chúng ta phải dùng cụm have to avoid, phải tránh, have to avoid. Ok, và trước khi chúng ta kết thúc cái bài ngày hôm nay, cô có một phần game của chúng ta nhé. In a small group, take turn to choose one of these scenarios for each other. Once everyone has had a turn at answering, vote for the person who gave the best advice. À, theo nhóm nhỏ thì chúng ta sẽ chọn ra một phong cảnh ở trong số các phong cảnh dưới đây, và sau đấy thì mỗi một người sẽ có một lượt trả lời. Hãy vote cho cái người mà đưa ra câu lời khuyên tốt nhất nhé. Ví dụ ở đây cô có một gia đình phương Tây, họ đang ăn. Như vậy lời khuyên như sau: I've been invited to dinner with a British family. Tôi vừa được mời đến cái ăn tối ở một gia đình nước Anh. Hay là I'm going to visit a pagoda in Vietnam. Tôi được mời đến thăm chùa ở Việt Nam. I'm going to visit a temple in Thailand. Chúng tôi được mời đến thăm đền ở Thái Lan. I'm going to Japan to stay with Japanese friend. Chúng tôi được mời đến Nhật để ở với ở cùng với bạn Nhật, nước Nhật của tôi. I want to join the Tết celebration. Tôi được mời đến tham gia lễ Tết. Như vậy mỗi một bức tranh viết về một sự kiện mà chúng ta nên dựa vào hiểu biết của chúng ta trong tổng bài 4 đã học rồi để đưa ra lời khuyên cho cái người có cái nhân vật, có cái sự kiện ở trong bức tranh ấy,
Ví dụ cô lấy là I'm going to visit a coworker ở Việt Nam, chúng ta có thể đưa ra lời khuyên là gì? You shouldn't speak loudly in the pagoda. Bạn không nên nói to ở trong chùa. Hay là you should speak quiet in the pagoda. Bạn chỉ nên nói khẽ thôi ở khi mà bạn đến chùa in Việt Nam, chẳng hạn như vậy. Vậy mỗi một bức tranh này chúng ta hãy đưa ra lời khuyên và thử xem bạn nào là bạn đưa ra lời khuyên hay nhất và tốt nhất các em nhé. Ok, vậy trước khi finish bài học ngày hôm nay, hãy cùng xem lại xem mình đã nắm được gì ở trong những mục sau nhé. Và tích vào thế này là chưa hiểu bài lắm. Tích vào đây là đã hiểu bài trung bình rồi, khá khá rồi. Và đây là mình đã hiểu hết bài rồi. Hãy cùng ôn tập lại nhé. Ok, bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Thank you for your attention. Và hãy nhớ làm bài tập về nhà ở website tiếnganh.com nhé. Bye bye.